tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Du Xe, Trần Nhật Quân hướng dẫn buổi cầu nguyện tưởng niệm biến cố Thiên An môn Có ít nhất 115.000 người đã tham gia vào buổi canh thức cầu nguyện tại công viên Victoria ở Hồng Kông để tưởng niệm biến cố quân đội Trung Quốc thảm sát các sinh viên biểu tình ôn hòa tại quảng trường Thiên An Môn diễn ra ngày 4 tháng 6 năm 1989. Con số những người tham gia đông đảo đã gây ngạc nhiên cho ban tổ chức. Tại buổi thắp nến năm nay, có rất nhiều bạn trẻ là sinh viên trong buổi lễ, cũng như các gia đình, nhiều tín hữu tin lành và công giáo cũng có mặt. Theo truyền thống, họ đã tổ chức một khoảng khắc cầu nguyện cho các liệt sĩ tại Thiên An Môn ở công viên Victoria. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân đã hướng dẫn buổi cầu nguyện tưởng niệm. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trình chiếu một loạt các video kỷ niệm, những ca khúc, những lời cầu nguyện, những bài hát đã từng được hát tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Những người biểu tình cũng được nghe những lời chứng động của Li Wenju, vợ của luật sư nhân quyền Wang Quanzhang và của Di Manji, một trong những bà mẹ có con bị giết tại Thiên An Môn.